Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 10, bão Conu trên vùng biển phía nam của đảo Đài Loan Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 km trên 166 km/h, giật cấp 17. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong chiều tối nay, bão Conu đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, cường độ có khả năng suy yếu dần. Đến 7 giờ sáng mai, tâm bão cách Quảng Đông Trung Quốc khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ và 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, dọc theo vùng biển Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với cường độ suy yếu dần. Chuyên gia khí tượng Thủy Văn cho biết, dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy bão Canon ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Tác động của bão chủ yếu ở vùng biển và hoạt động tàu thuyền. Dự báo vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 10. Từ chiều ngày 5 tháng 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Ngày và đêm 5 tháng 10, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khai thác tại vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.